Có một cô bé tên là Alice đang đi tìm thuốc chữa bệnh cho người cha già yếu của mình. Cô đi dạo trong rừng, hái các loại trái cây và cố gắng tìm ra các loại thuốc quý. Chiếc lá này có thể giúp cha mình khỏe hơn không nhỉ? Alice nghĩ thầm. Trong khi đang ngắm nghía thành phẩm của mình, bỗng cô nhìn thấy một bà lão đang đi chậm rãi trước mặt. Alice liền chạy tới và hỏi: "Cha bà, để cháu giúp bà nhé." Bà lão nhìn Alice từ dưới chiếc mũ trùm, mỉm cười và nói: "Cảm ơn cháu, cô bé ạ. Cây gậy của ta đã gãy dọc đường, ta phải đi rất chậm để không bị ngã." Alice nhìn quanh và thấy một nhánh cây to chắc chắn bên vách đá gần đó. Cô bé liền lấy nhánh cây mài mài cạnh đá sắt cho gọn rồi đưa cho bà lão. "Ta cầm lấy cái gậy này sẽ an toàn hơn cho bà đấy ạ." Bà lão mỉm cười. "Ta cảm động lắm, cô bé. Tại sao cháu lại giúp một người xa lạ như ta vậy?" Alice liền đáp: "Cha cháu cũng đang rất bệnh, nên ai già yếu, bệnh tật đều cần được giúp đỡ, bà." Bà lão ấn tượng với lòng tốt của Alice, liền đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ xinh. Nhưng lúc ấy, một người thương nhân giàu có tình cờ đi ngang, thấy chiếc hộp lạ lẫm nên lén lút núp sau gốc cây để nghe. "Cháu hãy cầm chiếc hộp phép thuật này về cho cha," bà lão dặn. "Trong đó luôn có những thứ bổ dưỡng, nhưng nhớ rằng chỉ chia sẻ với những người thực sự cần nó thôi. Nếu không, chiếc hộp sẽ mất đi phép thuật." "Chiếc hộp này mà mình lấy được chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền," người thương nhân lẩm bẩm. Alice nhận được chiếc hộp từ bà lão, mở ra và thấy bên trong có nước, bánh mì và một nắm hạt dẻ. Sau khi bà lão khuất bóng, Alice vui vẻ đi về nhà. Dọc đường, cô gặp người thương nhân gian xảo. "Ta mua lại chiếc hộp của cháu nhé, ta sẽ trả cháu thật nhiều tiền. Cháu có thể làm được bao nhiêu thứ với số tiền đó?" người thương nhân dụ dỗ. "Không, cháu chỉ chia sẻ chiếc hộp này với những ai thật sự cần nó thôi. Chúc con một ngày tốt lành." Alice từ chối và tiếp tục đi về nhà. Trên đường đi, Alice gặp một con dê gầy gò. Đó là cô bé biển lấy chiếc bánh mì trong hộp đưa cho nó. "Ăn đi dê con, chiếc hộp này kỳ diệu lắm, thức ăn sẽ không bao giờ hết." Con dê ăn bánh mì ngon lành và Alice tiếp tục lên đường. Một lúc sau, cô gặp một cây cacao khô héo. "Ôi, ai lại để cậu khát thế này cacao? Trái của cậu có thể làm ra sô cô la thơm ngon lắm chứ." Cây khát đến mức cành khẳng khiu nên Alice không nỡ lòng để vậy. Cô bé tưới nước từ chiếc hộp lên rễ cây và cây nhanh chóng hút hết nước. Đi tiếp một đoạn nữa, Alice cảm thấy mệt và dừng lại nghỉ chân. Lúc ấy, người thương nhân lại xuất hiện, lần này cải trang thành lính gác. "Chào cháu, ta là lính gác của cung điện. Nếu cháu mệt, ta có thể đưa cháu đến đích bằng ngựa của ta." "Thế thì tốt quá ạ, cháu mệt và cũng hơi đói nữa." "Được thôi, nhưng khi đến đích, cháu phải đưa cho ta chiếc hộp nhỏ đó làm tiền tiếp." "Ông không phải lính gác, ông là người thương nhân vừa gặp cháu ban nãy." Alice nhận ra, cô từ chối và tiếp tục đi nhanh hơn. Đang đói, Alice định ăn một ít hạt dẻ từ chiếc hộp thì bỗng nhiên thấy một gia đình sóc đang đói lạ. "Mình có thể chịu đói thêm chút nữa, nhưng chúng không thể chịu đói trong rừng này được." Thế là cô đưa hết hạt dẻ cho gia đình sóc. Và sau đó, dù rất mệt, cô cũng về đến nhà. Alice đưa chiếc hộp cho cha và kể về bà lão. "Cha ơi, con gặp một bà lão tốt bụng trên đường. Bà đã cho con chiếc hộp này. Nó có thức ăn rất tốt cho sức khỏe của cha. Hãy mở nó ra xem nào." Nhưng khi chiếc hộp mở ra, nó lại trống không. "Sao lại có thể thế này? Không phải đây là chiếc hộp phép thuật sao?" Alice buồn rầu vì không giúp được cha.
Nhưng lúc ấy có tiếng gõ cửa. Khi mở ra, Alice thấy bà lão, dê con và cả gia đình sốc. Bà ơi mọi người. Bé ngoan, như ta đã dặn, cháu chỉ chia sẻ chiếc hộp với những ai cần nó thật sự. Bây giờ cháu có thể nhận được những gì cần thiết từ sữa dê, trái cacao và hạt dẻ từ gia đình sóc. Alice dùng sữa dê, cacao và hạt dẻ để pha chế một thức uống bổ dưỡng cho cha. Sau khi uống, cha cô đã khỏe lên nhiều. Cảm ơn con gái yêu quý, con thật tốt bụng và dũng cảm. Nhận ra chiếc hộp không còn giá trị gì với cô nữa, Alice đặt nó trong kho đồ. Ngay khi thư nhân dân xảo nhìn thấy chiếc hộp, hắn đã nhảy lên và cướp lấy. Chiếc hộp ma thuật, giờ ta sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Alice nhìn thấy hắn từ cửa sổ và bật cười. Cô biết rằng, phép màu thật sự không nằm trong chiếc hộp, mà nằm trong trái tim, đây là nhân ái của mỗi người.